Nhờ vào luồng xanh, đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tiếp nhận thêm 25 tấn nông sản cùng các loại thực phẩm và mặt hàng thiết yếu khác để phục vụ nhu cầu của người dân thành phố. Đây không chỉ là giải pháp linh hoạt kịp thời được các sở ngành tháo gỡ mà còn là sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian chống dịch. Thưa quý vị, sau khi các tỉnh miền Nam đã bắt đầu thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn để có thể kiểm soát được dịch bệnh, thì đường bộ đã trở nên khó khăn hơn trong việc vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, với sự sáng tạo cũng như là sự đồng lòng của người dân thành phố, thì đường thủy đang là một trong những cách hiệu quả để có thể vận chuyển hàng hóa trong suốt những khoảng thời gian này. Hàng hóa cập bến Bạch Đằng bằng luồng xanh đường thủy trong đợt này gồm lương thực thực phẩm như gạo, mì gói, bún khô, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả, thủy hải sản và trang thiết bị y tế, nguyên vật liệu phục vụ cho phòng chống dịch. Tôi sẽ cố gắng đồng hành với lại chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để mà quyên góp thật nhiều hơn nữa. Tôi đã sẵn sàng là 5 tàu để mà vận chuyển những cái hàng thiết yếu. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là chúng tôi sẽ duy trì cái chương trình này cho tới khi mà chúng ta hết dịch thôi. Thì hội đồng thành phố có cái kế hoạch để phân bổ ngay lập tức những cái nguồn nhu yếu phẩm đến các cái quận huyện, các thành phố Đức để làm sao cái nguồn hàng tàu vừa cập bến thì là rau củ quả sẽ bốc lên xe của các cái đơn vị chuyển về. Việc mở luồng xanh đường thủy vận chuyển hàng hóa thiết yếu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây trong thời gian giãn cách xã hội vừa tăng nguồn lương thực thực phẩm, giúp khắc phục khan hiếm hàng hóa cho Thành phố Hồ Chí Minh, vừa giúp tiêu thụ nông sản cho người dân miền Tây.